cựu binh Mỹ không thể tin vào mắt mình sau 35 năm trở lại Việt Nam, cứ nghĩ Việt Nam vẫn giống Triều Tiên. Xin chào các bạn khán giả của Chi Thức Việt. Trở lại Việt Nam và nhìn thấy sự phát triển đến thần kỳ của nước ta, dường như lúc nào cũng mang lại sự bất ngờ đối với những cựu binh Mỹ. Nhiều người trước khi trở lại nước ta đã so sánh rằng, có lẽ Việt Nam vẫn giống như Việt Nam, đầy khó khăn và thiếu thốn. Có người lại có suy nghĩ tích cực hơn một chút, như kiểu có lẽ Việt Nam đã phát triển theo một cách nào đó, nhưng vẫn chưa gọi là hiện đại. Nhưng khi đã đến, ai nấy đều phải bất ngờ. Mới đây, tờ East Hampton Star của Mỹ đã dẫn lại lời của nhà báo. Một cựu binh Mỹ từng có mặt tại Việt Nam với nhiều kỷ niệm đáng quên có tiêu đề rằng Việt Nam của tôi. Ngày ông trở lại, ông đã nhận được rất nhiều ấn tượng tốt về một Việt Nam năng động, phát triển. Peter Boddy là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Mỹ, trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của nước ta. Ông có hai tác phẩm được đánh giá tốt là Thomas Jefferson, Gretchen và tôi, và tiểu thuyết Hệ quả của khát khao. Trong bài viết Việt Nam của tôi trên East Hampton Star, Peter đã có những lời chia sẻ thật lòng về câu chuyện trở lại Việt Nam của mình sau khoảng thời gian dài. Chúng mình xin được lược dịch bài viết của ông trong video này như sau. Việt Nam từng là cuộc chiến của tôi. Có một sự thật rằng dù tôi không đường đường chính chính phục vụ tại nơi này, nhưng tuổi trẻ của tôi gần như thuộc về Việt Nam. Sau nhiều năm sống và tồn tại trên cõi đời này, đến cái tuổi mà khi quá khứ đột nhiên cháy bỏng trong tôi, thì tôi lại khao khát được ghé thăm Việt Nam. Đầu năm 2020, tôi đã bước sang tuổi 69 và đạt được khao khát của mình ghé thăm Việt Nam ngay trước khi Covid ập đến. Hiện tại, một cuộn tiền Việt Nam vẫn được tôi đặt trong một chiếc hộp trong suốt để trên bàn làm việc. Những tờ tiền ấy đều có khuôn mặt nhân hậu của ngài Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười với tôi. Những tờ tiền ấy đã ở trong túi của tôi cả ngày khi tôi hạ cánh tại sân bay JFK. Trước đó, khi ở tại Việt Nam, tôi đã đứng cùng nhóm du khách ngắm cảnh quảng trường Hồ Chí Minh trong đêm tháng giêng oi bức của Sài Gòn. Khi ấy chúng tôi đã được xem một màn bắn pháo hoa rất đẹp và ngoạn mục trong dịp giao thừa. Buổi sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi bước ra khỏi cửa một mình, đi ngắm cảnh đến tận buổi chiều. Đây là lần đầu tiên mà tôi được ngắm cảnh Việt Nam kể từ năm 1972. Thật sự tôi đã muốn được đi quanh Sài Gòn một mình một lúc. Sau đó tôi trở về khách sạn Continental, mang một dáng vẻ cổ kính, ngồi ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống bên một ly gin và tonic. Bên cạnh tôi là một cặp đôi đang hẹn hò. Tối hôm đó tôi còn chẳng biết mình đã đi đâu, nhưng tên đường phố của Việt Nam quá phức tạp để tôi có thể nhớ được. Tôi chỉ đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên chiếc điện thoại, dùng la bàn của điện thoại để định hướng. Tôi đoán là mình đã đi vào trung tâm của thành phố, khi những ánh đèn tối muộn ngập tràn các con phố. Có một khoảng trống ở bên tay phải dãy hàng rào kẽm để ngăn dòng phương tiện đi vào. Bên tay trái, một công trình đồ sộ dần hiện ra trong tầm mắt của tôi. Một màu vàng đất lung linh, một tòa nhà theo trường phái Bells Arts, có tượng thiên sứ và một chiếc tháp. Công trình này nó như thể được một gã người Pháp nào đó theo trường phái giao thoa thời đại xây dựng và xây dựng dưới góc nhìn của hắn với một cái bánh cưới của người Nga vậy. Tôi tìm hiểu và được biết rằng đây từng là tòa thị chính cũ, được chính quyền hiện tại sử dụng làm ủy ban nhân dân thay vì thổi bay nó. Thời xưa tôi chưa từng biết đến việc Sài Gòn có một kiến trúc kiểu Pháp hút hồn như vậy. Tôi nhớ mình đã rẽ phải vào một công viên rộng rãi, sau đó tôi vượt qua lớp hàng rào, đi vào quảng trường Hồ Chí Minh, có thể là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con phố chật cứng người với những bộ quần áo lộng lẫy đón dịp Tết đến. Con phố dài khoảng nửa dặm đến tận sông Sài Gòn. Chẳng ai có vẻ làm màng đến tôi, họ cứ thế mà tận hưởng ngày lễ với người thân của mình. Ngay giữa con phố, có bức tượng Hồ Chủ tịch đứng thẳng, vẫy tay như một dấu hiệu của hòa bình và sự an toàn. Giờ đây gần như tất cả người Việt Nam xung quanh tôi dường như đã còn chẳng nhớ đến ngày Tết Mậu Thân mà tôi từng biết nữa. Đêm cuối cùng của chuyến đi, tôi hỏi người hướng dẫn viên về những ngày tháng chiến tranh. Đáp lời tôi, họ chỉ nhún vai và nói, nó đã qua lâu rồi. Cử chỉ của họ khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì những cái chết, sự tàn phá mà người Mỹ chúng tôi đã gây nên trước khi với Việt Nam. Tôi rời khỏi khu mua sắm, đi đến nhà hát lớn và ngay bên kia hàng cây cọ của con đường là khách sạn Continental. Trong những ngày chiến tranh, cánh phóng viên chiến trường, có người chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi, đã cùng nhau tụ họp tại quán bar trên sân thượng khách sạn Caravelle để giải ngố.
Hồi ức của tôi bây giờ lại sống dậy một lần nữa với những ngày tháng chiến tranh khốc liệt. Xung quanh tôi khi ấy, những gia đình Việt Nam cứ tự nhiên sải bước. Những người phụ nữ trong những bộ áo dài và những bộ đầm thướt tha. Ông chồng trong bộ Âu phục lịch sự và những đứa trẻ hiếu động. Việt Nam mà bây giờ tôi biết đã khác Việt Nam ngày xưa rất nhiều, hoàn toàn khác. Ngày xưa khi ở tại Việt Nam, tôi thấy một Việt Nam bị giày xéo bởi chiến tranh. Hiện tại đây, ngay tại nơi tôi đang đứng, một Việt Nam đầy năng động, phát triển và đô thị hiện đại không khác gì tại Mỹ hay châu Âu. Nó làm cho tôi cảm giác như thể người Mỹ đã chiến thắng và nhờ chiến thắng ấy mà Việt Nam mới phát triển rực rỡ như hiện tại. Nhưng không, chúng tôi đã thua cuộc và chính phủ Việt Nam đã đưa con thuyền mang tên dân tộc của họ đi đến sự phát triển năng động và rực rỡ như hiện tại. Ở Việt Nam, tôi tận hưởng không khí của ngày Tết và cảm giác nó như ngày Giáng sinh của phương Tây hoặc ngày Quốc khánh của nước Mỹ. Học sinh có đến hàng tuần liền nghỉ lễ, tận hưởng thời gian quý báu bên gia đình. Tôi còn nhớ, lần đầu tôi biết đến Việt Nam là khi còn đang học nội trú tại New Hampshire. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ khung cảnh bản thân lén nút hút điếu thuốc lá, xem các chương trình trên chiếc TV màu đen trắng. Năm 1968, tôi đến Việt Nam theo dạng của một chương trình quân sự, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự tham chiến tại đây. Tôi còn nhớ, trên chương trình thời sự khi ấy liên tục là những bản tin về tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, rằng quân giải phóng đang tháo chạy, tất cả chỉ là dối trá. Trong khoảng thời gian u ám ấy, tôi nhớ mình đã hút thuốc cả ngày, nghe những bài hát của James Taylor và Laura Nero trong cơn bất lực xen lẫn tức giận. Hai năm trước, kết thúc hành trình Việt Nam của mình, tôi trở về Mỹ. Lúc này Covid cũng đã bắt đầu xuất chiều, giết chết hàng trăm hàng ngàn người Mỹ trong sự âm thầm và cũng chẳng cần lý do. Tôi sợ hãi với điều đó, một nỗi sợ như những năm tháng tôi đến Việt Nam trong lúc chiến tranh. Tôi sợ hãi như cách mình vừa né được những viên đạn chết chóc và mừng rỡ khi mình vượt qua được nó, giống như việc các chiến tranh trên bộ kết thúc. Nhưng sự tàn phá sau đó vẫn còn hiện diện ở đó, như cách những chiến dịch ném bom được tiến hành tại Hà Nội, làm sụp đổ mọi bức tường cuối cùng nó có thể quét qua. Tôi vẫn còn nhớ, năm 1975, tôi đang ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình tại tòa soạn báo The Southampton. Đó là một năm sau khi tôi bước vào nghiệp làm báo, với một tờ báo từ New York Times trên tay. Nhìn vào bức ảnh sớm thôi sẽ trở thành huyền thoại. Đó là tấm ảnh chiếc trực thăng Mỹ đậu trên nóc một tòa nhà, nhìn bên dưới là hàng người cố mọi cách để tiếp cận thông qua một chiếc thang. Tôi biết rằng mình đang nhìn vào một thất bại ngoạn mục và lịch sử, nhưng chẳng có ai có vẻ như quan tâm đến. Rồi sau đó tôi nghĩ về tương lai Việt Nam được lãnh đạo bởi một đảng Cộng sản, như cái cách mà người Mỹ đã từng mỉa mai rằng, rồi sẽ giống như Triều Tiên hay Cuba, chẳng thể khá lên nổi. Tôi chưa từng nghĩ rằng Việt Nam sẽ giống như bây giờ cả. Quả thật bản thân tôi đã sai, vì bản thân Việt Nam giờ đây là bạn của mọi quốc gia, dần chuyển mình thành một con rồng mới của châu Á với đường lối phát triển đúng đắn. Giờ đây hàng chục năm sau cuộc chiến, Việt Nam có những tòa nhà chọc trời cao đến vĩ đại, có nền kinh tế phát triển không phụ thuộc vào bất kỳ ai, người dân sinh sống an toàn trong một quốc gia không sợ gặp phải bất kỳ nguy cơ khủng bố nào. Có thể nói trong đợt Tết năm sau, tôi sẽ lại trở về Việt Nam, nhìn dòng người đông đúc ở quảng trường Hồ Chí Minh, ngắm pháo hoa và dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Đối với tôi, trở lại Việt Nam giống như trở về nhà vậy. Các bạn thân mến, có lẽ nhìn thấy Việt Nam phát triển một cách thần kỳ quả là sự bất ngờ cho rất nhiều người. Nhưng đây cũng là một minh chứng rằng, Việt Nam và tinh thần Việt Nam luôn vực dậy sau những năm tháng khó khăn, chiến tranh. Tinh thần ấy sẽ luôn đi cùng người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện quay lại Việt Nam của nhà báo Peter Budi sau ngần ấy năm? Để lại một bình luận cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ chúng mình nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.